Người dân tại thủ đô Manila của Philippines ngày 12 tháng 7 xuống đường biểu tình thúc giục tân Tổng thống Ferdinand Marcos bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Sự kiện này diễn ra cùng lúc khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại lời kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016, trong đó chỉ ra các tuyên bố chủ quyền không hợp lệ của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ cũng đồng thời cảnh cáo rằng nếu lực lượng tàu bè hay máy bay của Philippines bị tấn công ở Biển Đông, thì Washington có nhiệm vụ bảo vệ đồng minh Philippines theo hiệp ước. Tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken do Tòa đại sứ Mỹ tại Manila đưa ra được công bố hôm 12 tháng 7, đánh dấu 6 năm ngày ra phán quyết của Tòa trọng tài ở The Hague, vốn được thành lập theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, sau khi chính phủ Philippines đệ đơn kiện vào năm 2013, chống lại các hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc không tham gia vụ kiện, bác phán quyết của tòa và tiếp tục bất chấp phán quyết ấy, khơi dậy xích mích chủ quyền với Philippines và các nước khác trong những năm gần đây. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Tổng thống Marcos chớ có đi theo con đường của cựu Tổng thống Duterte, vốn coi thường và xem quyết định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS như rác. Quyết định này của UNCLOS không chỉ là một văn kiện, nó là đời sống mưu sinh của ngư dân chúng ta. Vì thế, việc bảo vệ và thực thi quyết định này giờ đây là cực kỳ quan trọng. Ngoài Trung Quốc và Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại Biển Đông giàu tài nguyên dầu khí và là nơi qua lại của thương mại hàng hóa mỗi năm trị giá 5.000 tỷ đô la.